Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng mùa hè thường có rất nhiều loại rau hoa quả có tính nóng, ăn nhiều dễ lên mụn nhọt, nhưng đây cũng là mùa có lượng rau quả phong phú dồi dào. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Bộ Y tế, rau quả càng có nhiều màu sắc càng có tác dụng phòng chống bệnh tật. Dưới đây là một số loại rau quả mùa hè các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta không nên bỏ qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Cà chua. Cà chua có khả năng ngăn ngừa hoặc làm giảm nguy cơ ung thư, tuyến tiền liệt, vú, ruột kết, phổi và nhiều loại ung thư khác. Sở dĩ nó có tác dụng chống ung thư mạnh như vậy là do trong cà chua có hàm lượng cao hoạt chất lycopene chống oxy hóa. Theo nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, cà chua khi được nấu chín giúp tập trung hàm lượng lycopene nhiều hơn. Đây là lý do nên ăn cà chua nấu chín hay làm sốt cà chua tốt hơn nhiều so với ăn cà chua tươi. Quả bơ. Quả bơ rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Trong quả bơ có chứa dầu giúp trái tim hoạt động khỏe. Bơ đã được chứng minh là loại quả có khả năng làm tăng cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu, giúp bảo vệ thành động mạch. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh bơ là loại quả có tác dụng làm giảm nguy cơ đột quỵ và những người có nguy cơ đau tim. Cả Hiệp hội Tiểu đường Mỹ và Hiệp hội Tim mạch Mỹ đều khuyến cáo bệnh nhân nên ăn bơ và dùng bơ như là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch. Các loại quả mọng mùa hè. Berry là loại quả mọng có rất nhiều loại quả thuộc họ berry như quả mâm xôi đỏ, quả việt quất, quả dâu tây, mâm xôi. Trong các loại quả mọng này đều có chứa hàm lượng cao các chất phytochemical giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại bệnh tật, ngăn ngừa ung thư. Nghiên cứu còn cho thấy quả việt quất có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Riêng đối với bệnh ung thư, việt quất còn được coi là người bạn đồng hành chống lại bệnh tật. Trong khi đó, quả mâm xôi đen lại có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ở khối u. Dưa chuột. Dưa chuột là một loại quả chứa nhiều nước, tính mát, có tác dụng chống viêm. Đây cũng là loại quả thường được sử dụng để làm đẹp như làm trắng da, giảm bọng mắt sau một đêm mất ngủ hay thậm chí là để giảm cân. Cũng giống như dâu tây, dưa chuột chứa hàm lượng quercetin có tác dụng ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng hay quên. Nho. Nho là một trong những loại trái cây đứng đầu về hàm lượng chất chống lão hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Đó là do chất resparon trong nho giúp giảm cân, ngăn chặn sự tăng trưởng của những tế bào bất thường. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư vú. Ngoài ra, nho còn có khả năng kích hoạt sự tự tiêu hủy của tế bào gây ung thư gan. Đây là loại ung thư có tỷ lệ người mắc cũng như tử vong cao, nhất là ở những quốc gia đang phát triển. Xoài. Xoài là loại quả ở vùng nhiệt đới có thành phần dinh dưỡng giàu đồng, kali, magie, vitamin B và rất nhiều các hoạt chất phytochemical như quercetin, astragalin, quercetin, methylgalase giúp tăng cường miễn dịch, có tác dụng chống viêm. Nhưng quan trọng nhất là trong xoài có chứa nhiều chất xơ và các enzyme thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Cũng giống như cà rốt, xoài có thịt quả màu cam, giàu vitamin A, rất tốt cho mắt. Đỗ xanh. Đỗ xanh là một trong những thực phẩm đang được khuyến nghị sử dụng trong chế độ ăn có lợi cho sức khỏe. Bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng, đỗ xanh giàu chất xơ, sắt, canxi, giàu khoáng chất như silic, mangan và nhiều chất dinh dưỡng không được tìm thấy ở bất cứ loại rau quả nào. Vì thế, ăn đỗ xanh có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, Steam đưa ra một số biện pháp giúp bạn tránh khỏi tình trạng sốc nhiệt do nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.